Trang Khoa Kiên thân mến chào tất cả các bạn. Hôm nay cái món ăn á, mà mình muốn chia sẻ với tất cả các bạn đó thực sự là món bánh đập. Bánh đập á, nó làm từ bánh cuốn, cho nên vì cái lý do đó mình chia sẻ thêm cái món bánh cuốn với lại những cái kinh nghiệm nho nhỏ của mình với các bạn, để cho cái món ăn bánh đập đó được đầy đủ và trọn vẹn hơn. Thì cái món bánh đập này mình không hiểu tại sao mà nó tên là bánh đập, nhưng mà nó làm bằng bánh, một lớp bánh cuốn ở bên ngoài, rồi một lớp bánh đa với lại thịt nướng hay là thịt luộc ở bên trong, với lại rau thơm, và đặc biệt cái nước chấm của nó đó là khi họ bán thì họ bán với lại mắm nêm. Thì ở đây là mình xin chia sẻ cái cách làm mắm nêm của mình. Thì khi mình làm mắm nêm thì hai cái món chính đó là sả và thơm, là dứa đó. Thì sả là mình phi vàng lên với dầu ăn nè các bạn, và đồng thời mình bỏ thơm vô. Thì cái thơm á, thì các bạn có thể dùng thơm hộp cũng được, thơm bằm cũng được. Thì khi mà mình dùng cái thơm tươi này nè, thì mình lại phải cho thêm một tí nước vô để cho nó nấu thêm 1-2 phút để cho cái thơm này nó ra nước ngọt hoàn toàn của nó, mình lấy cái chất chua của nó. Và sau đó là mình cũng sau khi mình nấu cho nó mềm rồi đó, thì mình cũng dầm cho nó nát đi, và đồng thời mình cho mắm nêm vô. Cái mắm nêm á, mà hôm nay mình sử dụng là mắm nêm ở Việt Nam gửi qua cho mình. Thì mắm nêm này gọi là mắm nêm gì cần đây, thì cái mắm nêm này họ đã pha sẵn ngọt ở trong đó rồi, cho nên mình không có pha đường, mình không pha thêm cái gì hết. Thì mình chỉ cho mắm nêm vô để mình nấu sôi lên, để cho nó chín cái con cá cơm ở trong đó. Nhưng mà đối với tất cả các loại mắm nêm mà các bạn có đó, thì không cần thiết phải sợ lại này. Thì khi mà mình làm á, thì mình phải đêm nếm lại. Thì mình cho nước nè, rồi mình cho đường, và mình cho dừa ớt bằm, tỏi bằm. Thì nó sẽ tùy theo khẩu vị của gia đình của mình ăn. Thì mình hy vọng rằng với cái nước chấm này thì mình cũng không nên pha đặc lắm đâu, nó có đó là không pha nêm, không có nên pha cho nó mặn lắm đâu, thì pha nó vừa theo khẩu vị và ý thích ở trong gia đình, như vậy là đã trọn vẹn với cái món nước chấm của mình. Và vì cái mình đã nói rằng là cái nước chấm này của mình thì họ đã pha sẵn rồi, cho nên mình không thêm bất cứ cái gì hết, nhưng mà mình chỉ cho thẳng vô mình nấu tan ra. Cũng có đôi khi á, mà mình thích kỹ hơn á, thì cái mắm nêm mình nấu riêng thì mình sẽ lược lại để mình lấy cái nước sôi nước mắm nêm thôi các bạn. Thì tại vì á, ở gia đình ăn thì nó cũng không có cần cầu kỳ lắm, thì mình để luôn sả luôn thơm vậy, chứ mình không có lược cái mắm nêm này lại đó. Thì bây giờ đã bắt đầu là khi mà mình sử dụng á, và đầu tiên á, thì mình lấy cái bánh tráng, mà cái loại bánh tráng mình làm chả giò là cho nó tiện nè. Thì từ cái bánh tráng này khi mình nhúng thì nó cũng ra bánh ướt. Thì đối với cái bánh đập này thì mình nhúng sơ thôi, còn nếu mà mình làm bánh cuốn á, thì mình phải nhúng cho nó hơi lâu một chút. Thì đối với bánh đập này thì một người ăn chỉ có 3 phần 3 cái thôi, thì do đó mình nhúng cái bánh tráng này mình bỏ trong cái dĩa này nè. Cái dĩa này là cái dĩa gia đình 12 ăn gỏi cuốn đó. Thì sau khi mà mình nhúng sơ thôi, mình nhúng rất là nhanh. Thì đối với cái bánh mà ướt á, thì các bạn nhúng nó mềm á, thì đôi khi bác thả vô 2-3 cái để cho nó mềm, rồi mình lấy ra mình gác lên chiếc đũa mình phơi cho nó ráo bánh ướt lại. Nhưng mà đối với cái bánh này thì mình nhúng cũng y hệt như là mình ăn gỏi cuốn thôi, cho nên mình nhúng rất là nhanh. Và ở đây mình nhúng khoảng chừng 6-7 cái để mình làm mắm bánh đập. Và mình cũng đổ cái nước trong thau đi, và mình dựng đứng cái bánh lên cho nó ráo một chút nè các bạn, để cho cái bánh này nó hơi khô một chút. Và sau đó là bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị để mình gói cái món bánh đập này nha các bạn. Thì bánh đập này thì mình ăn với bánh đa mè nè. Cái bánh đa này mình mua ở chợ họ làm sẵn rồi. Thì nếu ở nhà thì mình có bánh đa thì mình có thể nướng đó. Thì những cái món mà để mình ăn kèm gọi là bánh đa nè, đậu phộng nè, thịt luộc, thịt heo luộc nè, và hoặc là thịt heo nướng hay là thịt bò nướng, và đồng thời mình cho rau thơm vô, đơn giản vậy thôi. Thì cái bánh này người ta làm người ta không có cuộn lại, mà người ta bày trong một chiếc dĩa, là người ta trải một lớp bánh cuốn ở dưới, một lớp bánh đa ở trên, xong tới một lớp thịt và thêm một lớp bánh cuốn và đậu phộng á, và rau thơm ở bên trong. Thì sau đó đó là đậu phộng á, thì người ta rắc lên trên. Thì ở đây á,
mình muốn ăn á, thì mình có thể gấp như vậy để cho nó không có, khi mình ăn nó dễ hơn. Và đậu phộng mình cũng có thể bỏ vô trong của cái cuốn. Nhưng mà sở dĩ ở đây cái cách trình bày này là trình bày trong tiệm này, người ta cũng bỏ đậu phộng lên trên. Thứ nhất là cho nó đẹp để cho mình trình bày cái món ăn. Nhưng mà thì nó cũng không có rơi đâu, là tại vì cái bánh tráng này nó dẻo dẻo, thì bỏ cái đậu phộng lên thì nó cũng dính lên trên nè các bạn. Đây là cái món bánh đập mình đã làm hoàn thành rồi đây. Rất là nhanh, tất cả các ông cũng có thể làm được và làm trong vòng tích tắc thôi. Và nếu trường hợp mà mình không có cái bánh đa này thì các bạn có thể lấy bánh tráng này nè. Thì các bạn để khô nha. Thì các bạn chiên ở trong dầu ăn á, ra và chia trong dầu ăn, nó cũng sẽ giòn lên và mình cũng thay thế được cái lớp bánh đa này, chứ không hoàn toàn phải cần cái bánh đa này đâu các bạn. Nếu có thì đương nhiên là nó phải tiện hơn rồi. Và bây giờ là mình đã xong cái món bánh đập, và bây giờ mình chuẩn bị chia sẻ với các bạn cái cách mình làm bánh cuốn. Thì cách làm bánh cuốn đó, mình ở đây mình chia sẻ hai cách. Cách thứ nhất sao mình sẽ làm bằng cái bánh tráng này, thì cũng là cái bánh tráng mới tức thì mình làm bánh đập đây. Thì mình nhúng nó, các bạn thả vô trong thau nước 2-3 cái một lần đó, hoặc là các bạn nhúng từng cái thì phải chờ hơi lâu một chút, thì để cho nó mềm để mình gác qua chiếc đũa thôi. Thì đó cũng là cách nhúng. Còn nếu các bạn nhúng vô 3-4 cái thì các bạn lấy ra một lần cũng được, hoặc nhúng lên trên cái dĩa này cũng được. Còn khi mình ăn bánh cuốn thì nó hơi nhiều nè, mình gác lên trên chiếc đũa này đó, mình lấy ra mình ngâm một lần 4-5 cái vậy đó, mình lấy ra mình gác lên từng chiếc đũa như vậy để cho nó được ráo khô cái nước đi. Và bây giờ đó thì cái cách mà mình gói cái nhân của nó, và bây giờ mình cũng chia sẻ là cái cách làm nhân bánh cuốn của mình. Thì ở đây là mình sử dụng cái thịt heo heo xay, là mình dùng nạc vai, nó có hơi có mỡ một chút. Thì đối với nửa bao thịt xay như thế này thì mình cho vô khoảng chừng một chén cái củ sắn. Và mình củ sắn thì mình sẽ cắt hột lựu đó, mà mình sử dụng cái củ sắn già để cho nó không có nước nha. Mình làm bánh chả giò cũng vậy, mình sử dụng là cái củ sắn già. Và ở đây mình đồng thời mình có nấm mèo, lược ráo cái nấm mèo này đi, và mình sẽ rửa và mình sẽ dục mấy cái gốc đi đó các bạn, gốc đi, và mình sẽ cắt nhỏ nó lại và mình sẽ rửa sạch nó lại thêm một lần nữa. Ở đây là số lượng nấm mèo của mình này các bạn đó. Thì với số lượng nấm mèo thì mình khoảng mình sử dụng là nửa chén nấm mèo. Và trong cái nửa bao thịt này thì bây giờ đó, việc đầu tiên đó là mình sẽ phi cái hành tỏi lên để mình trộn vô trong cái thịt để mình xào lên. Thì mình cho củ sắn vô, và trong cái món xào này đó thì mình thích đó, thì mình cho vô nửa muỗng cà phê nước mắm, và mình cũng có thể không cho nước mắm thì mình cho vô một muỗng canh xì dầu ngon ngon á, và một muỗng canh đường cho nó hơi ngọt. Thì và đồng thời mình cho tiêu nè, mình cho chút xíu bột ngọt, và mình xào cho nó khô cái nó chín nhân, và đồng thời nó khô hết cái nước đi. Thì cái gia vị trong cái món thịt này, vì đó là cái nhân mình sẽ ăn với lại nước mắm, cho nên mình không có cần thiết mình phải làm cho nó mặn đâu đó. Và bây giờ thì mình sẽ làm nhân bánh cuốn. Thì mình cũng phải bỏ dầu lên trên cái thớt. Trên cái thớt thì mình có một mình trải một miếng aluminium foil lên để cho nó đừng có dính vào mỗi cái bánh. Thì mình nên cho một tí dầu ăn để cho cái bánh cuốn của mình á, thì nó được bóng cái mặt phía bên ngoài đó các bạn. Và bây giờ thì sau khi là mình sẽ lấy ra từng cái, và sau đây mình chỉ gói nhân thôi. Thì nhân đó các bạn có thể làm bằng nhân thịt, và các bạn cũng có thể làm bằng nhân tôm xay. Và sau khi trước khi mình ăn thì mình phải làm nóng nó lại trong microwave, hay là mình làm bằng cái nồi hấp này nè. Thì mình chỉ hấp nó khoảng chừng 1-2 phút cho cái bánh nó vừa nóng lên thôi. Thì mình ăn với nước mắm chua ngọt. Và ở đây thì mình cũng có chia sẻ cái cách làm nước mắm của mình. Thì và bây giờ đó thì tới cái cách làm bánh cuốn thứ hai, là mình sẽ tự pha bằng cái bột tất cả các loại bột để mình làm cái bánh cuốn này. Thì bánh cuốn này mình sẽ làm bằng nồi hơi. Thì cái thành phần của nó thì nếu các bạn có thể đong bằng cái
kênh đó thì nó chính xác hơn. Còn mình đong bằng cái chén hay bằng cái cup đó, thì có khi mình có khi không. Thì ở đây mình để cả hai cái cách đo để cho mình có thể thông dụng, để cho các bạn có thể làm theo. Thì ở đây á, là bột năng á, thì mình cho khoảng chừng 50 gram hay là khoảng chừng nhiều hơn 1/2 cái cup thì nó mới bằng là 50 gram. Thì sau đó là mình cho thêm 50 gram của bột bắp, và đồng thời mình 50 gram bột bắp thì nó cũng tương đương là mình đong cũng hơn một nửa cấp một chút. Và cái bột gạo á, thì mình cho vô là 100 gram. Thì á, cái bột gạo đó thì mình đong vô trong cái cấp, thì trong cái cấp á, thì mình cũng cho nó hơi đầy đầy một chút thì nó mới đủ là 100 gram. Và đồng thời á, mình còn cho thêm á, là 300ml nước lạnh và 300ml nước sôi, và mình có thể vắt vô nửa quả chanh. Đó là nếu trường hợp mình có thể thêm một tí muối, nhưng mà mình lại không thích muối cho nên mình không có cho vô đây. Thì việc đầu tiên đó là mình cho vô 300ml nước lạnh, và mình cho tất cả những cái nguyên liệu thành phần mà mình đã nói với các bạn rồi. Còn nếu các bạn không có làm bằng cái những loại bột này, và mình có cái chợ mà nó bán sẵn cái bột của mình mua để nó làm sẵn là bột làm bánh cuốn đó, thì mình sẽ theo cái cách chỉ dẫn ở trên cái bịch bột và mình pha, thì đương nhiên nó tiện hơn. Nhưng thực sự có những chợ đó người ta không bán cái bột bánh cuốn, cho nên thì đối với chợ Mỹ thì mình sử dụng ba cái loại bột này thì nó là một cái công thức thông dụng để cho chúng ta dễ dàng làm cái bánh cuốn hơi. Thì mình pha cái bột này, mình làm bằng cái nồi hơi là làm cho vui, nhưng mà thực sự mình đổ bằng chảo thì nó vẫn nhanh hơn đó các bạn. Nhưng mà nếu mà mình làm bằng cái nồi hơi thì bánh cuốn nó ngon nhất, tại vì nó có hơi nước, nó làm cho cái bánh của mình rất là mềm mại. Đó, thì cái cách làm của mình đó, thì các bạn cũng nhìn thấy mình đã làm ở trên cái video này. Thì là mình tới cái giai đoạn này á, là mình vắt chanh vô. Thì sau khi mình vắt chanh vô với lại 300ml nước lạnh vô rồi đó, thì mình sẽ chuẩn bị mình hấp nha. Và mình sử dụng cái khung thêu, là tại vì mình nhìn thấy khung thêu mình nghĩ ra là xài cái khung thêu cho nó dễ. Tại vì khung thêu nó có hai lớp, nó thể giúp mình căng cái miếng vải tốt hơn đó, tốt hơn phải các bạn. Và cái bột này á, mình ngâm á, mình để nghỉ 2 tiếng. Thì sau khi mình nghỉ á, thì các bạn thấy cái cách mình để cái bột này á, cái tô bột này á, thì mình cho cái miếng vải ở dưới để cho cái tô nó nghiêng. Tại vì mình sẽ lấy cái nước chanh nó ra nè. Sau 2 tiếng á, thì mình sẽ vớt toàn bộ cái nước, vớt càng nhiều càng tốt. Thì cái nước này, tại vì nó có chanh, cái chanh nó là cái giống như cái bột dậy, nó làm cho cái bột của mình nó dậy đó, nó nở đó. Thì cái này nó là một chất chua, cho nên mình lấy ra bao nhiêu thì mình có cái chén mình đong là các bạn, lấy ra càng nhiều càng tốt. Rồi lấy ra bao nhiêu thì mình sẽ bỏ vô bằng y cái chén này, tại vì số lượng mà lấy ra thì mình sẽ bỏ vô trở lại bằng y cái số lượng mình vừa lấy ra này. Cái này nước lạnh thôi đó. Và bây giờ đặc biệt đó là mình vừa quậy cái này rất nhanh, và mình sẽ sử dụng 300ml nước thật là sôi. Đó, thì cái này là nước sôi này. Đó, mình cho vô mà mình quậy cái bột này lên, thì nước sôi nó làm cho cái bột này nó đứng bột nè. Nó đứng bột lại, thì cho nên nó không có bị chìm bột trong khi mình hấp đâu. Thì đó, các bạn thấy là cái khung mình phải cho một cái kẹp tóc lên nè. Tại vì cái góc này á, cái đầu nó bằng đồng đó. Mà mình nếu mà mình không kẹp như vậy là mình nó nóng lắm, mình không có giữ cái khuôn này được đâu. Thì khi mình bỏ cái khuôn này lên á, thì mình cho nước sôi, tại vì mình sử dụng cái nồi nước sôi bằng nồi điện đây, thì cho nó tiện hơn. Thì mình sẽ phải xoa dầu ăn lên trên cái lớp vải này trước, và khi mình đổ đó thì mình hơi ấn cái vá xuống hơi nhẹ nhẹ nhé. Thì mình đi rất là chậm. Thực sự mình cũng không thường xuyên đổ cái bánh cuốn nồi hơi này đâu. Tại vì ở bên Cali này á, mình ở Little Sài Gòn á, thì họ bán sẵn tất cả mọi cái rồi. Thì cái này á, mà mình làm á, chỉ là một cái sự vui thích để mình làm, để mình chia sẻ với tất cả các bạn thôi. Chứ còn ở Cali này, ở chỗ mình ở đó, là Phước Lộc Thọ đó, thì họ bán sẵn và rất là rẻ. Đó, thì nếu mà mình để cái nhân lên trên cái khuôn á, mà mình cuốn á, thì nó dễ hơn là mình lấy cái bánh xuống. Thì mình chia sẻ hai cách, thì để cho tùy theo các bạn, thì các bạn sẽ làm theo cái cách nào á, mà các bạn chọn lựa, thì các bạn cảm thấy nó dễ dễ thì
thì các bạn làm thôi. Thì khi mình đổ bột vô, khi mình đậy nắp á, thì các bạn đậy nắp khoảng chừng 40-45 phút. Nhưng mà để phải cho cái bột đó thật chín. Chứ nếu mà nó không chín á, thì lấy cái bánh ra không có được đâu. Đó thì mình cũng gỡ cho cái vành xung quanh hơi tróc lên. Đó và mình ấn cái nhôm xuống đó, cái cây này đó, thì mình cũng có lấy một cái miếng nắp kinh hay miếng vải á, mình nhúng vô ăn rồi. Và mỗi lần mà mình làm như vậy đó, mình phải lau cái cây mình gạt đó là bằng dầu ăn. Có người họ cắm vô trong cái ly nước cũng được, để cho nó tróc, nó được dính cái bánh đó các bạn. Thì các bạn cũng có biết, có coi những cái nhiều về cái cách làm bánh, thì tùy theo mỗi người có một cái cách làm nào đó cho nó thuận tiện thôi. Thì đây là cách làm bánh cuốn bằng nồi hơi của mình, thì mình xin chia sẻ với tất cả các bạn. Thì xin các bạn đừng cười, là tại vì mình thực sự mình không phải là các nhà nghề trong vấn đề làm bánh có bánh cuốn nồi hơi này đâu. Và bây giờ đó thì mình đổ bánh cuốn bằng chảo đây. Thì bánh cuốn bằng chảo thì mình cũng đã cho dầu ăn vô trong chảo rồi, thì cái này làm thì nó lại nhanh hơn, và mình thấy nó cũng rất là ngon, chứ nó cũng không có cái gì là nó dở đâu, nhưng mà hình như là hơi dày hơn một chút đó. Thì đây là cái cách mình làm bánh cuốn bằng chảo đây. Thì khi mình cũng làm sẵn một cái thớt nè, cái thớt đó là mình cũng có bôi dầu lên nha, mỗi cái bánh là mình đều phải bôi dầu lên. Thì đó, bây giờ thì mình cuốn nó lại thôi. Thì đây là mình làm bánh cuốn thịt đây các bạn. Đó, mình làm bánh cái cuốn thịt. Và tại vì á, nếu mà mình thích ăn bánh đập đó, thì mình làm bằng mình có thịt luộc thì mình cũng có thể cuốn thịt luộc, hoặc mình cuốn thịt nướng. Nhưng mà thịt, nếu mà mình cuốn bánh cuốn thịt nướng á, thì mình sẽ ăn với lại tương á, tương mình phải nấu nước tương mình chấm thì nó cũng rất là ngon. Và ở đây là mình chia sẻ với các bạn là cái cách làm nước mắm của mình. Thì cái cách nước mắm của mình đơn giản lắm, luôn luôn là một phần nước mắm, một phần đường và bốn phần nước. Sau khi mình hòa xong rồi mình cho ớt bằm tỏi bằm vô thôi. Đó là cái công thức duy nhất làm nước mắm của mình. Và mình xin thành thật cảm ơn tất cả các bạn đã cùng chia sẻ và đồng hành với mình trong hết cái video này. Thì các bạn cũng biết rằng trong cái video này mình rất là chia sẻ rất là nhiều cách làm bánh. Thì đây là cái bánh ướt, thì mình có thể là ăn bánh ướt không, với chả lụa, với nem, với dưa leo, với giá trụng, với lại rau thơm, rau quế sắc nhỏ. Và mình hay ăn rất là nhiều hành tỏi phi, mình bỏ lên trên để cho nó thơm. Mình xin thành thật chúc các bạn ngon miệng, và xin chào tất cả các bạn, và xin hẹn các bạn trong một cái video kỳ tới. Một lần nữa mình xin thành thật cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành với mình trong cái video này. Nếu thực sự các bạn ủng hộ mình thì xin hãy bấm thích và cùng đăng ký để cho tất cả những cái video mới của mình sẽ đến với các bạn sớm hơn. Và đối với món bánh cuốn, bánh đập, bánh ướt thì mình cũng nên có một phần rau để ăn kèm. Thì các bạn thấy là có dĩa rau, có nước mắm, có mắm nêm, thì gia đình chúng ta bắt đầu thưởng thức thôi. Xin chào tạm biệt và xin chúc các bạn sức khỏe.